Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nếu ông tái đắc cử thì ông sẵn sàng ân xá cho ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phát ngôn này đảo ngược đáng kể các quan điểm chỉ trích trước đó của ông Trump đối với các vấn đề pháp lý của ông Hunter Biden, theo tờ Politico. Cụ thể, khi người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt hôm 24 tháng 10 hỏi liệu ông Trump có cân nhắc ân xá cho con trai Tổng thống Biden hay không, ông Trump đã nói rằng ông sẽ không xóa tên ông Hunter Biden khỏi danh sách ân xá. Bạn thấy đấy, tôi không giống như ông Joe Biden, bất chấp những gì họ đã làm với tôi, khi mà họ đã nhắm vào tôi một cách tàn bạo như vậy, ông Trump trả lời. Cựu Tổng thống Mỹ cũng chỉ ra rằng toàn bộ câu chuyện xoay quanh con trai ông Biden là rất tệ cho đất nước chúng ta. Ông Trump nói thêm rằng ông cũng đã có thể bắt cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vào tù như cách ông đã kêu gọi giam bà ấy lại trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Nhưng cựu Tổng thống Mỹ đã đảm bảo điều đó không xảy ra, theo Politico. Ông Trump nói về việc ân xá cho con trai ông Biden trong bối cảnh ông Hunter Biden đang phải đối mặt hàng loạt tội danh. Trước đó, bồi thẩm đoàn của tòa bang Delaware, Mỹ, ngày 11 tháng 6 đã kết luận ông Hunter Biden phạm 3 tội nghiêm trọng liên quan sở hữu súng trái phép trong lúc đang nghiện ma túy vào năm 2018, và ông có thể phải đối mặt mức án lên đến 25 năm tù, theo đài CNN. Trong nhiều năm, ông Trump đã khẳng định rằng những thách thức pháp lý nhằm vào ông là một hình thức trả thù chính trị, và đã trích dẫn những vấn đề pháp lý của con trai ông Biden như một ví dụ về tiêu chuẩn kép trong bộ tư pháp dưới thời của Tổng thống Biden. Hiện phía ông Biden và con trai ông chưa đưa ra phản ứng về phát biểu của ông Trump. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.